nhưng ta phải gung à. Lạnh không? Lạnh ngắt à. Anh sáng giặt đồ nè, rồi gửi mấy cái công nhận đẹp trai hết chị Tiên. Đẹp trai. Dạ. Rồi đây chút cái gì nữa. Bất ngờ một cô gái tìm đến nhà của anh trai chỉ vì yếu sinh lý mà cô vợ phải bỏ theo một chàng trai khác, thì hôm nay cô gái này mang xuống cho anh một cái bài thuốc chữa cho anh hết bị bệnh yếu sinh lý như thế nào. Thì cộng xin mời tất cả cô chú và anh chị cùng xem và theo dõi hết video ạ. Cái này được, sợ nhiều khi chê anh yếu nữa. Em có thuốc, thì yếu có cỡ thuốc nào em cũng có thuốc mạnh lắm. Thì có thuốc, thuốc em mạnh lắm còn rồi. Ngon nữa ạ. Dạ, thuốc em dữ lắm đó. Thuốc đó là cài sao? Cài là một tuần đúng cái đủ tuần đó. Anh chịu không? Nói không? Thuốc em có thuốc mà. Vì sao giờ anh bỏ anh chê yếu bị gì lỗ làm không mà đâu quan tâm gì tới nó đâu, hãy chê yếu là phải rồi. Anh có sợ là chị này giờ anh sao không nói là giờ anh chê anh yếu rồi sợ em nói anh yếu rồi không chịu này nọ rồi anh nói. Chị cho em hỏi á, chị xem trên mạng là chị gặp cái anh này hả? Chị thấy ảnh mà bị vợ bỏ chị thấy sao? Chị đáng thương hay sao? Dạ. Hay sao? Chị nói cho em nghe coi. Ai cũng hoàn cảnh, em cũng hoàn cảnh chồng bỏ em nè. Chị à? Ừ. Chị hai người sắp lá cài luôn đi. Dạ. Thôi bây giờ mình vô chị. Dạ. Chị cả nhà lên dự ra. Anh Dự ơi, nay có chị lại hỏi thăm anh nè. Chàng ơi, đây nè chị. Bánh gì rồi qua đây đi, qua đây đi. Nay có chị gái lại hỏi thăm anh kìa. Hai người trò chuyện đi. Rồi anh Dự nói gì nói đi anh Dự. Rồi anh thấy sao, chị là muốn lại đây là muốn tính thấy anh nói chuyện trên mạng đó, là thấy thương quá nè với lại hoàn cảnh. Thì thôi hai người tìm hiểu với nhau đi, trò chuyện đi. Rồi bắt lại đi. Nào nghe mình ăn thua mình hỏi tình thiệt à, mình sống mình không giả dối lương tâm mình được rồi. Bất cứ đi làm đâu cũng vậy, cái thiệt nó ăn cái giả à, chứ không có gì hết trơn. Nào nghe hoàn cảnh của anh thì nào nghe có hai đứa con nhỏ mà sợ nhiều khi người ta không chịu thôi à, chứ tôi thì người ta sao là... cũng được chân á, bên mà sợ nhiều khi như em thì không chịu thôi à, bởi vì nhiều người ta nói á, nhà nghèo nữa rồi có hai đứa con mà nữa rồi người ta phóng vô có gì đâu ăn, ai cũng nói như vậy hết. Rồi nào ngay mình thấy mình cũng mắc nản rồi này kia nọ, thôi lo làm nuôi con chứ ai thương tôi thương lại à. Thậm chí á khỏi đi làm thuê là mướn ai chứ, ở nhà đi rồi không đưa con đi học rồi đi gì à, rồi ở nhà rồi nấu cơm ăn rồi cứ ngủ đi. Nhiệm vụ của tôi á là chồng tôi đi mằng như thế nào gì đó tôi không biết, ngày á tôi kiếm 200 thì 300 nuôi em nổi không, nuôi em nổi thì cái chuyện á thì nuôi á thì hỏi chỉ ở nhà thôi, chỉ cơm nước giặt giũ quần áo chén bát này kia nọ thôi, tự tôi ra ngoài tôi bươn chải cuộc sống tôi với có tiền đem về sống đủ rồi thôi. Nói gì giỏi vậy đó, thương vợ không? Chỉ ở nhà thôi, nấu cơm nấu nước ăn uống rồi xong rồi nghỉ ngủ thôi hả? Bây giờ thôi hai người ngồi sát sát nhau đi chơi có gì thôi à, chứ khỏi cần đi làm thuê là mướn ai chân, tôi cũng không cho nữa. Hồi đó tới giờ là vợ trước tôi cũng vậy đó. Nhìn vậy này anh có chịu không? Thì não ngay thì bây giờ mình làm đàn ông mà trai chán mà giờ mình chịu thì mình không lẽ nói sao vợ cũng tội cho người phụ nữ. Mà nghe nói là anh yếu xìu đó rồi sao? Yếu xìu vợ mới bỏ nữa đó rồi. Nữa chị về rồi yếu nữa chị bỏ. Yếu. Yếu mà học lớp 12 sợ điếm không kịp á. Học lớp 12 á. Chị Tiền nói cho chị Tiền. Chị Tiền nói cho. Chị Tiền nói cho nó lời cho em nghe. Không, thì nào ngay hiểu thì không có yếu rồi thì tôi trả lời đó, có sao tôi nói vậy à. Nào ngay mình về mình làm mệt mỏi quá. Ví dụ giờ rồi anh vợ mình nó yêu cầu cao á. Ví dụ bây giờ chị Tiền nè, anh có yếu không? Không mà đó. Yếu gì, học lớp 12 mà điếm không kịp nữa chứ. Chị muốn chị. Yếu mà em có thuốc chị thiệt nè.
ơi, thuốc thì đó còn 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 ngon nữa. À, thuốc thuốc của chị đó là theo mà mạnh là bữa nào cũng đều đều không chị? Thuốc mạnh là bữa nào đều đều mà. Ví dụ bây giờ hai người đến với nhau đó là anh có hứa là lo cho chị không? Thì chị em thì có con hay gì nữa đó. Em cũng đã nói rồi, trước sau như một rồi. Chị tối ngày ở nhà cơm nước, ví dụ đưa con đi học rồi rước con về thôi à. Còn anh thì bước ra ngoài đường đời đó rồi anh bư trái một ngày nếu mà hay á ha, có thể kiếm 300-200 là bình thường. Nhưng mà chỉ là 200-300 ngàn thì gì, dù vợ chồng con cái thì sống dư rồi. Còn nhiều khi á, rồi trời phạt độ á, rồi mình mua tại số thôi, một tờ một thôi. Nhiều khi chúng đặc biệt cái giờ đó còn ngon nữa. Chứ ôi, cuộc sống mà ai mà ai ai mà muốn mình nghèo đâu, tại vì mình chưa có tới thời thôi hả. Trời ơi. Anh chị tâm sự đi. Nói nhau hết lời đi. Em nghĩ thấy sao? Anh thấy được không đấy? Thấy gì sao? Không, không hay, không có chê. Nhưng mà không hay á. Nếu mà ai thương cha con tôi á thì giờ tôi có thương hai đứa con nha. Hai đứa con gái nữa đó. Trời ơi, con gái còn mình còn mau nhờ nữa chứ có gì đâu. Tôi không, anh thì không có chê khen ai hết trơn á. Có hai đứa con gái này kìa, nó kìa chị cái này gãy cái móc. Gãy rồi, gãy móc. Thôi giờ đi, bây giờ tính. Sao anh thấy sao? Thấy tương lai sao? Thì thấy thì cũng mới về một kìa. Rồi chút mới về một. Anh thấy sao? Thấy tương lai sao? Đây là có hai đứa con đó, gái bự chưa, đứa 13, đứa 6 tuổi. Ờ, 13 chứ 6 tuổi mà khỏe rồi. Sắp lại là 4 đứa. Làm hai đứa, hai đứa nữa là 6 đứa đó, nuôi nổi không đó. Cháu người đó. Cái mà ở ăn thôn nở với nhau lâu dài chứ đâu hỏi đi. Anh chị tâm sự đi. Dạ. Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Hỏi cái vụ mà gì cũng được, hỏi có thật lòng hay ví dụ như vậy, anh hứa anh không yếu cái gì đó. Nói đi anh Dự. Cũng nói là con gái hoàn cảnh vậy đó. Thì ai cũng biết hết rồi. Giờ đừng ông bây giờ người già đi, người ta cũng ăn cơm được vậy. Chứ còn mình trẻ mình không lẽ mình không ham muốn. Cũng ham muốn nhưng mà nghĩ là cái chuyện vợ chồng bữa nay không được thì ngày mới, mà vợ thì nó ngay nó ăn ở không mà ở nhà này nữa. Chồng đi làm mà toàn là nuôi vợ không đó. Hồi đó tới giờ mà ở cho tới mặt mấy đứa con này luôn rồi. Chưa có bắt nó đi làm mướn làm thuê ai ngàn một ngày nào chứ. Nhà này có anh luôn á nha. Ở nhà này tạo ngay cắt nhà anh có đất ruộng không anh? Không, nó ngay có hình nhà có trời nhà giống như vậy đó. Rồi nào ngay anh em ở sớm rồi mượn anh em đó rồi làm nhà rồi không có mướn thợ rồi hành thử ra nào nghe nó hơi quằn. Cái đây anh có đi làm nha. Cũng như mình cũng có đi phụ hồ cho người ta rồi làm này làm kia đó, không biết chút đỉnh. Dạ làm hồ nha. Rồi rồi về rồi tự làm nhà chứ không có mướn thợ. Bởi vì mướn thì tốn tiền làm nhà nó đỡ ra. Chắc làm nhà. Làm tay ngang mà. Chứ đâu phải thợ, thợ mà làm lúng giống như vậy, thợ thường á. Chị Tiền tâm sự ảnh đi, hay vậy, cứ thoải mái đi. Thế này không có đi làm hả anh? Làm ngày có, nhưng mà bữa nay không vậy, có đi làm. Dạ. Sao thấy gung quá chị Tiền? Dạ. Nắm tay ổng luôn quá chị Tiền. Dạ, nào giờ đại tính, dạ. Hồi hộp dạ, vậy dạ. Đó. Hồi hộp, dạ, ai cũng vậy chăng, hồi hộp tất nhiên tao phải gung à. Lạnh không? Lạnh ngắt à. Anh sáng giặt đồ nè rồi gửi mấy cái công nhận đẹp trai hết chị đi. Đẹp trai chứ xấu đâu. Tâm sự đi chị. Đại hết tóc hết tay lên rồi mặc đồ mặc đạt vô ôm ôm cái nữa đâu có thua ai đâu. Có nói vậy. Chứ hơn nữa mình nào nghe mình ở không đây đẹp. Đẹp trai hơn người ta.
mà không biết nhìn sao mà vợ ông nói ông yếu chị. Bởi vậy em không tin sao yếu. Yếu gì mà yếu, nhưng mà không nói yếu là con cái á, là mình nghĩ là vợ chồng cũng giống như là không, của mình đâu. Của mình rồi, nhưng mà mình đâu có cần ham muốn gì nữa. Mình nghĩ là vợ chồng mà mình đâu có gấp gáp gì hay là ham muốn gì vậy chuyện gấp đó hả? Anh với chị gấp không? Dạ anh chị tìm ba phái ảnh quá rồi này, có quay trong ảnh quá. Anh thử đi chị, anh sẽ đi hai anh chị. Có bài thuốc gì đó nói với anh luôn nha. Hỏi anh thôi coi có về với em anh còn yếu hay là không gì đó. Anh về với em anh còn yếu không? Yếu gì yếu, sợ nói làm quá nữa chết nữa. Chị có chịu nổi không? Bởi vì chị không nổi nói. Chị là dư sức chịu đựng không? Nhiều quá cũng không nổi. Đúng chị rồi, cũng như vợ chồng mà vô gần gũi nhau thì cũng từ từ chứ, nhiều chứ quá đâu phải giống như ghệ gọc đâu mà ăn dụng ăn điếc gì mình tranh thủ. Rồi mình nghĩ là vợ chồng mà ví dụ nó ăn được thì mới chứ hơn nữa thì buông ra đi làm vật liệu xây dựng nè thì nào nghe ăn sản phẩm. Ví dụ là có xe ba gác đó, ví dụ ai có kêu chở thì mình nghĩ bây giờ làm sản phẩm mà nè, bây giờ nói nè, ví dụ bây giờ là người nào cũng không có vợ, anh không có vợ, chị không có chồng, ví dụ mà hai người đến với nhau rồi sao mình nói cái cuộc sống đi đúng không? Bây giờ nói cái cuộc sống với nhau đi, ví dụ thôi. Anh thì còn trẻ tuổi đẹp trai đó chị. Em mà lớn tuổi hơn anh à. Nói là anh có hỏi anh có chơi chị không? Chơi không? Chơi em già không? Em mà bốn mấy rồi đó. Chắc là bốn mấy của mẹ. Bốn hai đó. Bốn hai. Không, dòng tuổi tác không quan trọng, nhưng mà có cái là quan trọng là mình thương với nhau hả, mình đến với nhau rồi vậy thôi hả? Đó. Chứ bây giờ thì nói chung á, chuyện yêu đương á thì cái tuổi tác không thành vấn đề, dù lớn hơn 5-10 tuổi giờ cũng không sao chứ. Hai mình đến nhau luôn nghe được không? Thì nào nghe thì anh thì nói nghe thì anh nhà cửa của anh hoàn cảnh gì đó, nếu mà em chịu á, em chịu đó, nếu mà em chịu á thì cứ ở nhà nấu cơm nấu nước ăn thôi rồi đưa con biết chạy xe đưa đi con học đi học rồi đi rước về thôi à. Còn anh á thì đi làm nhặt liệu xây dựng đó, rồi có khi người ta điện á chạy xe ba gác á thì mình ngưng lại ai làm cũng như mình làm, ví dụ bao nhiêu tiền đó là được 100-200 giờ không cần biết, còn nghỉ rồi đầu mình về mình lấy xe ba gác rồi chạy mình chở cho người ta. Bởi vì mình có xe mình chạy nó khỏe hơn, mà trong khi chưa có mối mang á thì mình phải đi làm kiếm thêm. Ở đây dàn lưới nữa ha, có lưới. Có lưới, ở dưới đây dàn mương nè. Ở dưới ao nè. Ồ, dàn cá ăn hết. Cá vô ra vô ra. Ở vậy, cá không có mua ha. Ở đây nói chung á, nếu mà người vợ mà đảm đang đó ha. Là xách tay lưới thì xách cái xẹt đi xuống mương đó mà bà nội tôi ăn không hết. Ồ, cá gì đâu. Bán anh, dân lưới có cá nhiều bán chứ. Mà mình ở đồng quê đây nè, rồi mương rảnh nó nhiều. Nó nhiều rồi ai cũng bắt được chân. Ở đây có ruộng ở ngoài ha. Có ruộng ở ngoài sân nhà. Ruộng ngoài sân nhà, nước dân lên rồi dân lưới rồi dân câu rồi đặt dớn. Lý rồi bán ruộng trộn nước lên rồi, tháng 7 mà nước lên rồi. Ừ. Kìa nước gì cơ, hồi ở đây thoải mái quá ta. Trời ơi, vợ hồi lúc trước á, nó không có biết gì hết trơn, chỉ biết nấu nồi cơm ăn không à, với nó rửa chén à. Đồ ăn nó không biết làm luôn à. Tự anh đi ra ngoài bắt cá đem vô, rồi tự anh mặn, rồi tự anh kho luôn. Rồi chín ra rồi bắt đầu rồi dọn ra ăn cơm. Chị vợ chỉ biết rồi rửa chén với nấu cơm mà, chứ làm đồ ăn ăn thì nó không biết. Có khi thì mặn chành, có khi thì lại nhách. Mà mình nói nó nói hoài à. Mình nấu ăn, ví dụ bữa nay mình bỏ ví dụ mắm nhiều, bên bỏ ít lại chút, đường một ngọt bỏ vô. Bởi vì hồi lúc trước á, cũng đi làm trong nhà hàng á, quận 7 á, bên Cần Giờ á, biết nấu ăn, rồi trong đầu bếp á. Vậy anh đi lâu chưa? À, đi 2 năm nay rồi. 2 năm mà chưa gì ha, có chồng khác chưa? Có rồi, nhưng bây giờ đó. Đang ở dưới, anh nào ở ngoài. Chị cứ hỏi cái hoàn cảnh của vợ anh, sao mà bỏ coi trên mạng. Bạn về nhà bạn lấy vợ của anh luôn đó, chơi anh yếu này nọ luôn đó, anh hỏi đi, chị hỏi đi.
hỏi hết câu chuyện. Em cũng nghe nói nghe lên mạng á, rồi em coi nó chỉ thấy cái bạn chỉ cái anh yếu, không, anh không có đáp ứng quả được á. Không phải mà nói gì cũng nói thiệt chứ. Nói thiệt, chứ yếu có thuốc không chị được. Nó khéo lắm, gần gũi. Tôi nuôi vợ tôi khéo lắm, ở như đây chồng sớm người ta cũng nói nè. Mập lắm. Nó lo nó làm rồi nó mua này mua kia rồi vợ chồng nó ăn uống đầy đủ. Bởi vì mình nào nghe mình làm chồng mà mình phải thương vợ chứ, có khi nào mà không thương đâu. Nếu mà không thương mà mình đâu có đến với nhau. Lo làm giống như vậy nè, tay chai chân giống như vậy nè, nếu mà ăn nữa không tay nữa đâu chai đó. Bởi vì mình lao động, bởi vì mình mệt mỏi quá, nhiều khi ăn uống đó, đâu cũng phải giống như ở nhà. Nhiều khi đi làm á, ví dụ đố vợ mình cũng phải ráng làm chỗ gầu luôn rồi mình về nhà mình mới có nghỉ. Yeah. Trong khi đó thời gian đó là như mình ở nhà nè, nhịn đói đi, tiếng đồng hồ không sao chứ, dùng đi mằng lao động mà, đã tới giờ nó mệt lên rồi nè, rồi nó đói nè, rồi tay chân giò cắn đi không nổi luôn, hiểu điều bụng bụng tay chân đó. Mệt, nó mệt mà. Thế như cái người mà ở không á, bây giờ uống nước lạnh bây giờ sống cũng được ngày nữa. Đó, mình đi làm rồi nào ngay nó mệt chứ nào ngay nó cũng kiệt sức vậy chứ không phải là không kiệt. Rồi về nhà gặp con vợ trẻ nữa. Dạ, rồi trẻ nó, vợ trẻ nào ngay có 21-22 tuổi hả? Rồi còn trẻ non trong mà. Thì đó. Quá vậy còn non trong mà. Mình á cầu làm cao là phải rồi. Mình á thì nào đúng rồi đó. Mình nào ngay á mình cũng đi làm vì nuôi hai đứa con, nuôi luôn con vợ luôn mà, là biết cỡ nào rồi đó, là bư như thế nào rồi. Một con bư mà ba con lụm đó, theo như nghĩ thì giống như vậy rồi. Có ai mà bư nổi không? Rồi vợ thì tối ngày ăn nữa không, không à, rồi nó ngủ ngày, nó bấm điện thoại. Ở đây nói chung ở trộm sớm đây ai cũng đều biết chứ. Nó con vợ của tôi đó nha, là vợ của Dữ đó, là anh đó, là công nhận nó sung sướng thiệt tình chứ gặp người ta cũng đi, ví dụ đi dặm lúa hay là đi này đi kia, đi hái ớt hái cà hái này cho người ta mướn đúng không, còn ngày tối ngày ở nhà coi chừng câu rồi ăn rồi ngủ vậy đó. Mà nó tại vì nó sung sướng quá rồi nó sinh tệ, trẻ quá trẻ mới 21 tuổi mà. Nào nghe con vợ nhỏ hơn anh con giáp trẻ gì thì trẻ quá ham muốn cao đúng rồi. Dữ hơn nữa anh nói cho nghe nè, tại vì bà già vợ đó cũng có mới có 39-40 à. Ừ. Vợ đúng ra là vợ đêm nào cũng ngồi hỏi là đúng, ta thương chồng ta ngồi hỏi đúng không anh? Đúng ra thương chồng á, thương chồng, ví dụ chồng mệt mỏi thì thôi bữa nào cũng được. Thì cũng từ từ, còn này nó vậy đó rồi không biết nói sao hơn. Bởi vì chồng đi làm mà tới nỗi mà tay chai mà nó giống như vậy là hiểu rồi đó. Yeah. Phải như ăn ở không nhà thì có sức lực. Hai người tâm sự đi, tâm sự tí nữa đi. Dạ. Yeah. Tự nhiên nợ tới đó rồi thôi. Tới đó rồi thôi. Tới đó rồi. Nào ngay nếu mà thương cha con tôi á thì không có đi làm mướn làm thuê hay chân, ở nhà chỉ cơm nước rồi quần áo vậy đó. Rồi ngủ hả? Còn anh á thì đi ra ngoài quá, dù bữa nào người ta điện á chạy 2 cuốc xe 3 cuốc xe thôi cũng được 300-400 ngàn nữa, sống cũng được rồi. Đó. Hay là bữa nào á, bởi vì mới mua xe cũng chưa có mối hung. Nên nào ngay nói tôi gần nghe chứ, nào ngay á, tới mùa màng lúa mặc sức lo chạy chạy không kịp á. Đó. Rồi như đợt này nè là chưa có mối, rồi nào ngay đi xuống dưới chặt liệu đó làm rồi kiếm thêm. Chứ giờ mình trông chèo về chào cái chiếc xe này á, có bữa không thì thôi. Nào nghe mình xuyên á làm cái gì cũng được chân á, nếu mình xuyên đi làm mướn á mình không có chê ha, ai mướn gì có tiền tôi làm à, chứ tôi không ăn cắp ăn trộm ai chứ. Thì nói giống như vậy đó,
thì nếu mà có duyên á, nếu mà thương á, thì đến với nhau, chứ không phải á, là tuổi tác, bởi vì á, tuổi tác á, nó không nó quan trọng. Lớn tuổi nhiều quá là biết em cũng thấy sợ nữa. Thì chồng trẻ vợ già thì cái đó không có nghĩ gì chân. Như trên YouTube đó, rồi nhiều người khi lớn hơn mười mấy tuổi đó, người sao đi con gử giáp đó. Bây giờ nó nắm tay cái kìa, tiền nắm tay ảnh kìa, còn chị nắm tay mà vậy ấm không hết rồi. Hỏi đi chị tiền thấy làm sao anh, thấy sao anh nắm tay nhìn thấy sao? Thì năm nay á anh không có chê rồi, nhưng mà con gái cuộc sống mà, nhưng mà năm nay có sao nói vậy hả? Dạ. Thì nếu mà được thì có duyên mà đến với nhau. Dạ. Chỉ ở nhà nấu cơm nấu nước ăn, rồi đưa con đi học, rồi về nhà nghỉ ngủ thôi. Ừ. Chứ khẩu cần đi làm hay làm mướn ăn chứ tự tự anh làm à, làm sao nuôi nổi, nổi chứ sao nổi mà. Ừ đó, nó không gì chân á, thì một ngày làm yêu cầu á kiếm 200 ngàn hay 300 ngàn gì sống được rồi. Có nhà cũng đỡ ha, không ở nhà trọ cũng phải đỡ. Nào ngay á, mình có nhà ở nhà trọ, vợ mấy năm 4 năm nhà trọ không bước đi nè. Đây con chào là gì cả. Nào nghe mình ở vườn mà, thì mương ao có, người đi xịt đi chân trâu bắt ăn, người tâm sự đi. Dạ. Ăn thì nào ngay có cũng có rau này rau kia nè, rau hái đâu có tốn tiền. Dư Hân ở vườn, em biết sao không? Mình hái rau vườn mình ăn nó không có thuốc men trên á, chứ rau chợ toàn là thuốc không à. Dạ. Chứ xịt chiều nay xịt, khuya nãy hái nó đi ra chợ nó bán đó. Có gì chiều tối nó xịt thuốc rồi sáng nó bán đó. Ở đây rau vườn không mà hái nấu canh thì luộc gì nữa. Bây giờ thậm chí nói bây giờ ví dụ thôi đi làm đi, giờ không có mua đồ ăn thôi, giờ hái rau mà đâm chén muối ớt ra hồi chấm mà ăn cơm cũng vẫn được nữa. Ừ. Nếu hoàn cảnh nếu mà nó khó là cũng vẫn được hả? Cũng vẫn sống. Có xài điện thoại không? Dạ có. Đó, số đây rồi có gì mình đưa cho chị bấm đi đừng có đọc số. Dạ. Rồi đây chút gì nữa. Tại vì nào ngay á, không biết chữ, nhưng mà xài số điện thoại á là không có lưu tên ai hết trơn á. Không biết chữ, biết cái bên, chị không biết cái đó giờ bỏ. Mà muốn điện ai á là dòm vô hai con đuôi, ba con đuôi vậy đó, điện ai cũng được chân. Xài cả ngàn số đâu có lưu tên ai đâu. Rõ ràng không? Vậy đó muốn điện ai là điện à. Rồi vậy đó là hai người bữa nay gặp nhau là một cái duyên. Bây giờ mình nhắm mặt tay cái đi. Ừ. Này cái này mà tối mà ngủ mát lắm ta. Mát lắm mình ơi. Mát lắm. Đúng rồi. Mát cái nước đá vậy ta. Ừ. Mát người mập mát lạnh à. Mát lạnh. Chị cho thử. Đi thôi. Ban ngày không mặc mà chứ cái đó thì chuyện đó thì đêm hôm thôi chứ. Này nhắn tin riêng ha, gọi điện riêng. Như bây giờ ví dụ mình có nhu cầu gì đó thì ví dụ uống cà phê, quán xá tâm trầu gì đó rồi ngồi tâm sự rồi nói chuyện, thế như ban ngày cũng mặc hàng trời sớm người ta đi qua đi lại nào ngay mình cũng thấy thương qua tiết ngọc chứ mình cũng thấy cái gì cũng phải từ từ chứ đâu phải muốn ăn cái giống như nhào lại ăn được đâu, cũng phải từ từ chứ hả. Miệng dữ lắm kìa chị. Quá chị hay ha, dữ ha. Hay. Mình cũng thấy thông cảm cho người ta dù gì cũng phụ nữ, mình đừng ông mà gặp cái tinh tớp đâu được. Ví dụ chị cái ghe chị bự quá rồi, chú khi nào chị đổi không, đổi chài cầm lái không, đáng là ông xỉu ông đó. Không, trời xanh trời dưỡng à, chứ không sao chân á. À. Hay vậy chứ, nhỏ nhỏ vậy chứ không à, nhiều khi có ngày đó. Thiệt con nhỏ thì có nghề, đúng rồi đó, hay lắm đó, tướng ổng lắm đó, lực lắm đó. Nhìn chị Tiền nhìn cái biết luôn ha, lực lắm đó. Chờ giờ anh hỏi em đâu cũng không khỏi đâu. Chờ giờ nào cũng không có khỏi đâu. Chờ giờ anh hỏi nè,
mấy người á, có người giỏ đâu có ai mà mặt bự con ốm ốm gầy 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 gì đó, chứ thầy người giỏ đó đúng rồi.